tố 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn ạ. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe đang rất là hot trên thị trường Việt Nam quý vị bạn nhé. Tại sao tôi lại nói rất là hot? Tại vì ngay cái thời điểm lúc này là xăng dầu lên rất là cao, những chiếc xe ở cái phân khúc 2 chấm trở lên thì là mọi người sẽ sợ tốn xăng, còn những chiếc xe dưới 2 chấm, đặc biệt là chiếc xe này chỉ có 1.5 thôi quý vị bạn nhé. Đây chính là chiếc xe Ford EcoSport phiên bản Titanium 1.5 ạ. Chiếc xe được sản xuất cuối năm 2018, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội và đã lăn bánh được 4.2 km rồi quý vị bạn nhé. Tại sao nó là hot như thế này quý bạn ạ? À, ngay như hôm trước, nếu như quý vị các bạn mà theo dõi kênh của tôi thì quý vị các bạn cũng đã biết tôi vừa mua về được một chiếc xe sản xuất năm 2019. Chiếc xe đó là phiên bản phiên bản Titanium màu trắng và biển tỉnh. Chiếc xe đây là biển 36 quý vị bạn nhé. Chúng tôi vừa mua về được cái là khách đến mua luôn, chưa kịp rửa, chưa kịp đăng, chưa kịp quay gì cả. Thì ngay hôm sau thì tôi lại mua về được chiếc xe này. Chiếc xe này phiên bản 2018. Và trong buổi chiều hôm nay là tôi vừa mới mua về thêm được một chiếc nữa là sản xuất năm 2019 nhé. Chiếc 2019 chúng tôi vừa mua về trong buổi chiều hôm nay thì là sáng mai tôi sẽ quay. Hôm nay tôi quay chiếc xe này là sản xuất năm 2018, mua về được trong buổi chiều ngày hôm qua quý vị bạn nhé. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 528 triệu đồng. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị bạn. Quý vị các bạn có thể vay tối đa lên đến 70% giá trị của xe trong vòng 5 năm với lãi suất rất ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và đơn giản ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Ford EcoSport phiên bản Titanium sản xuất năm 2018 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh của quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Ford EcoSport phiên bản Titanium 2018 này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi và cũng là để đón nhận những video mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây thì mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Ford EcoSport phiên bản Titanium 2018 này ạ. Mời quý vị và các bạn.